tôi đã làm là Hào Cao TV đã làm cái nhà dơi hiệu quả, nó làm là nói chung bây giờ hiện giờ ngày cũng 3-4 ký phân. Đây là cái nhà cái máy túc của chú Thịnh sáng tạo rồi đó. Ông chú thì chịu thấy rồi đó. Đó là cái máy túc của chú Thuận đó. Đây lại tôi quay ba cái phần của chú anh chị thấy. Đây. Này nó mới về. Cho nên nó ỉa mới có số hả? Chưa có nhiều. Đây là cái tôi làm thì nói chung thì cái nhà dơi cũng nhờ cái giai đoạn là tôi mua cái máy túc của chú Chiếu Thịnh, cho nên nó đã đặt cái lộ trình để mình làm đúng theo cái quy trình. Đây phần này của chú anh chị, cho nên tôi lên đây là để cho cô chú anh chị biết đây là cái nhà dơi mà làm được đây thì cũng nhờ cái máy túc của chú Thịnh để bán cho tôi, rồi nó đã đạt cái nhu cầu, đạt nhu cầu. Đó. Đây là phần này là nó cũng mới về thôi, bây giờ nó mới về nó ỉa không có bao nhiêu hết trơn. Bây giờ ở đây tới 1-2 giờ trưa, 1-2 giờ chiều là nó ỉa mới xong. Đó cho cô chú anh chị thấy rõ ràng. Đây là tôi nói là tôi mua là cái máy này là cái máy của chú Thịnh rõ ràng. Đó. Đây máy là vậy đó, hôm nay tôi lên cái clip này để cho cô chú anh chị ai có làm thì liên hệ mua cái máy túc dơi của chú Thịnh là ok. Vì tôi có làm rồi, tôi làm rồi tôi mới có quảng bá lên cho cô chú anh chị cùng biết. Thôi giờ dơi nó đã về chỗ ổn rồi. Thôi clip này thì đến đây tôi xin tạm dừng nghe cô chú anh chị. Chúc chúc ngày mới cô chú anh chị an lành. Nam mô.